Trước khi nổi tiếng với tư cách là một nhà thiết kế nội thất, Thái Công từng có thời gian dài làm những công việc mà ít người có thể nghĩ tới. Gia đình ông trước đây làm nghề sản xuất dầu gội và keo xịt tóc mang thương hiệu Le Lan 999. Tới năm 1975 thì gia đình ông không còn làm nghề nữa và tới năm 1981 thì ông cùng gia đình bắt đầu qua Đức. Năm 15 tuổi, Thái Công đã bắt đầu hành nghề ảo thuật ở khắp chương trình lớn nhỏ, từ những buổi tiệc có cả nghìn người tham dự cho đến các bữa tiệc nhỏ như sinh nhật, đám cưới. Sau này, Quách Thái Công tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại một trường đại học ở Hamburg, Đức. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, ông đã có thời gian dài gắn bó với công việc stylist và nhiếp ảnh gia cho các tạp chí thời trang. Sau cơ duyên một lần gặp khách hàng bên Đức, vị khách hàng đã thuê ông sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Ngoài ra, vị khách hàng còn khuyên ông nên thử sức về lĩnh vực nội thất. Đó có thể là một trong những cơ duyên đưa Thái Công từ một stylist và nhiếp ảnh gia chuyển qua nhà thiết kế nội thất cho tới bây giờ.